Ok và hello chào các bạn, mình là Ga đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game là Biobo ha các bạn ha. Và như các bạn đã thấy ngoài cái hình ảnh ngoài tiêu đề của video thì mình sẽ xây dựng một cái chiến hạm rồng phun lửa ha. Thì mình đã xây chiến hạm này rồi, bây giờ mình chỉ loát nó lên và mình test thử cho bạn xem thôi. Và nhân đây mình cũng sẽ trả lời câu hỏi với các bạn luôn là có nhiều bạn hỏi là anh ơi chúng ta lưu thuyền bằng cách nào ha. Thì sau khi các bạn đã thiết kế cái thuyền của mình xong ha, chúng ta xây cái thuyền của mình xong thì các bạn sẽ bấm vào cái shop nè, bấm vào shop ha. Thì các bạn để ý kỹ, chúng ta sẽ có 5 cái thẻ ở đây, A, B, C, D, E. Tức là tối đa chúng ta có thể lưu được 5 chiếc thuyền mà chúng ta muốn ha. Và nếu bạn không tốn robot á, thì bạn chỉ lưu được 2 vị trí thôi, thẻ A và thẻ B thôi. Những cái thẻ C, D, E này là chúng ta phải tốn robot cho chúng ta ha. Các bạn thấy chữ RS nhỏ nhỏ ở đây không? Chúng ta phải tốn robot nếu chúng ta muốn lưu nhiều chiếc thuyền ha. Thì sau khi bạn đã xây chiếc thuyền xong, các bạn hãy bấm vào một cái slot như thế này, A hoặc B các bạn muốn ha. Sau chúng ta bấm sell, rất đơn giản thôi. Còn khi chúng ta muốn mở cái thuyền của chúng ta ra thì các bạn hãy chọn vào cái thẻ nhớ các bạn muốn ha. Sau đó ở đây có chữ load nè, các bạn bấm chữ load như thế này và Z là chúng ta để mở được cái sale của chúng ta ha. Các bạn lưu ý nhớ sale trước rồi mới load được nha các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một tí âm nhạc để chúng ta có thể load được cái thuyền rồng phun lửa chúng ta ra ha các bạn ha. Ok, cái thuyền rồng mình lưu ở thẻ B ha, đây load đây. Yes. Ok, và đây là chiến hạm rồng phun lửa của mình đây các bạn. Đó. Các bạn cho nó bao nhiêu điểm trên thang đến 10 hãy comment bên dưới cho mình biết ha. Thì đây là một cái chiến hạm rồng màu đen ha. Mình tô cái bên ngoài với bên trong của nó là màu đen luôn. Đây. Con rồng này có hai cái cánh này. Đó. Có vây lưng các kiểu ha. Mắt thì màu đỏ. Đây là hai cái lỗ mũi nè. Phun lửa ha. Ở đây là tượng trưng cho lửa các bạn. Những khối hộp này mình tô màu vàng màu đỏ tượng trưng cho cái lửa ha. Nó phun ra. Thì con rồng này đều có tứ chi nha các bạn. Đây có hai tay hai chân, nhìn kiểu này nó giống như con cá sấu, con thằng lằn đó các bạn. Thì đó là phần bên ngoài ha, con rồng này đôi cánh màu trắng các bạn. Tại vì nếu mình build mà mình tô cái màu đen cho cái cánh ấy, thì con rồng này không có đẹp lắm ha, phải tô màu trắng cho nó có một cái sự khác biệt. Thì đó là bên ngoài của chiến hạm rồng ha, bên trong thì nó sẽ có gì đây. Chúng ta sẽ có một cái nơi chúng ta nhảy vào nè. Chỗ này là bằng kính ha, bằng kính để chúng ta thể quan sát. Chiến hạm dù sao cũng là thuyền mà các bạn, chúng ta cần phải quan sát được bên ngoài ha. Lồng kính luôn. Ok, nhảy vào ha. Thì bên trong đây chúng ta có một cái bánh lái nè. Thì bánh lái là tượng trưng thôi, chứ nó không có hoạt động được ha. Chỗ này cái bụt nó nhảy lên nhảy xuống các bạn. Trong cái chiến hạm rồng phun lửa này chúng ta có 6 chỗ ngồi cho hành khách nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi ngồi mất tiêu rồi. Đâu rồi? Đấy. Phía sau có hai cái đuốc ha. Các bạn nhìn thấy chiến hạm này rất là chắc chắn đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ chui vào ha. Kiếm một chỗ ngồi đã. Không có chỗ ngồi cho thuyền trưởng rồi. Thuyền trưởng đứng để lái tàu mà. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị ha. 3 2, 1, nổi nhạc lên và chúng ta ra khơi nè, bắt đầu. Ok, và như các bạn thấy thì cái chiến hạm rồng phun lửa mình khá là chắc chắn ha các bạn ha. Rất là ổn định luôn. Chúng ta chỉ còn một thử thách cuối là lao xuống cái thác nước này thôi.
Và các bạn thấy là bên trong của cái thân của chiến hạm mình hầu như không xê dịch gì luôn. Hay da ập. Ô ô. Khích. Wow. Ok rồi các bạn ơi. Đây các bạn nhìn thấy không? Bên trong cái chiến hạm của mình hầu như là không bị sức mẻ gì luôn. À phần sau đuôi thì hơi bị sức mẻ chút xíu ha. Nhưng mà sáu cái ghế ngồi vẫn còn nguyên ha. Cái thân rồng hầu như vẫn còn nguyên ha. Đôi cánh cũng vẫn còn nguyên. Nó chỉ sức mẻ tay chân đầu các kiểu thôi, đầu đuôi các kiểu thôi ha. Ok ra nào. Khi chúng ta tới đích á thì những cái bộ phận của cái chiến hạm mình sẽ tự động biến mất ha. Rồi ra nào. Đấy. Và chúng ta chạm vào kho báu thôi thì chúng ta sẽ nhận được tiền ha. 1 2 3 nhảy nào. Ta da. Ok thì đó là nội dung video này ha. Và nếu các bạn muốn mình làm tiếp series này và xây dựng chiến hạm hình gì hãy comment bên dưới mình biết ha. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.